Mình là Nhi, xin chào các bạn. Hôm nay nhà mình đổ bánh bèo đó các bạn. Các bạn có thấy cái bánh bèo nó nhỏ nhỏ xinh xinh không? Vì mình không có đổ bằng chén bình thường, mà hôm nay nhà mình sẽ đổ bằng những cái chung rất là nhỏ. Ngon lắm luôn nha các bạn. Và bánh bèo này mình sẽ ăn với cái chà bông tôm. Chà bông tôm mình mới vừa làm luôn á, bằng tôm tươi ngọt và ngon lắm. Ngoài ra thì mình sẽ ăn với lại là bánh bột lọc, bánh bột lọc, tôm, thịt, có cả bánh ít trần nữa các bạn. Thì công thức bánh bột lọc, bánh ít trần và chà bông thì mình đã úp rồi, các bạn nhớ xem nha. Như vậy là mình đã lên được một cái dĩa bánh hoàn hảo rồi. Xin mời các bạn cùng vào bếp cùng mình nha. Rồi, đủ 200g bột. Mình cân bột để pha bột bánh bèo. Thì 200g bột này mình sẽ pha với lại nửa lít nước. Thì nửa lít nước đó thì mình dùng 200ml nước lạnh và 300ml nước nóng nha các bạn. Chắc ở 2 muỗng đó. Còn xíu nữa à. Rồi, được rồi. 10g bột năng. Các bạn dùng cái bột gạo mà bột gạo mịn thì cũng được nha các bạn. Nhưng mà nếu mà tìm được cái loại bột gạo lọc cục cục như thế này nè thì làm bánh bèo nó sẽ ngon hơn á. Mình sẽ cho 200ml nước lạnh vô, mình bóp cho nó mịn hết rồi mình bắt đầu cho nước nóng nha. Cho mịn nó đều hết. Rồi còn cái này là 300ml nước nóng nha các bạn. Các bạn cân đo 300ml nước nóng hoặc là 300g cũng được. Tại vì nước thì cái tỷ trọng ml và gram nó bằng nhau. Đó, mình chế nước vô từ từ nha. Còn chưa chế hết nước, còn xíu nước luôn. Cái này mình muốn cho ngon á là buổi tối mình ngâm á. Cái sáng nó lắng cái bột ở dưới á. Cái nước ở trên nó trong á, cái mình chắc cái nước trong đó mình bỏ đi. Nhưng mà mình chắc bao nhiêu cái nước trong đó thì mình đổ lại bấy nhiêu nước vào nha. Mình cứ thay nước khoảng chừng 2-3 lần như vậy, bột nó sẽ ngon và nó không có bị hôi. Rồi mình vừa chế, mình vừa khuấy cho nó tan đều nha. Sau thời gian bột nghỉ thì bây giờ mình khuấy lên rồi mình chuẩn bị đi hấp thử coi nó ra như thế nào nha. Mình bắt nước lên để mình cho nó sôi, cái mình đổ bánh bèo. Cái này là mình phải làm cái chung cho nó thiệt là nóng nha các bạn, mình mới đổ bột vô nó mới xoắn được. Chờ nước sôi mình mới bỏ vô. Nó sẽ có những cái chung nhỏ nhỏ này nè, cái chung này để mình làm bánh bò bông nè. Chung nhỏ nhỏ vậy nó ra cái bánh bèo rất là ngon. Rồi mình khuấy đều. Các bạn nhớ bỏ vào đây một xíu muối nha, dằn lại cho bánh của mình nó ngon hơn. Bỏ thử hai cái thôi coi bột của mình nó vừa chưa nha các bạn. Đó, cái này phải để vô cho chung nó thật là nóng thì đổ ở giữa. Rồi, thử 3 cái. Phải để nửa lớn nè. Mình đổ vô cái phễu, cái ca. Mình dễ đổ. Nhưng mà một lát nhớ vừa đổ mình phải khuấy nha, để bột nó lắng xuống. Wow, nó sấy đẹp quá. Chín rồi. Chín rồi đó các bạn. Vậy là bột nó vừa đó. Mình lấy tăm mình thử lần cuối. Chính rồi, ồ sấy đẹp quá. Đó là dừa đó, cho nên mình khỏi cần bột, mình như vậy chuẩn rồi, mình khỏi cần pha thêm. Nếu mà các bạn làm nó khô thì pha thêm nước, nó nhão thì mình pha thêm bột, một xí bột. Nhưng mà cái công thức này nó đã chuẩn rồi nha. Các bạn nhớ bỏ tha dầu trong khuôn nha, hồi nãy mình quên quay cái đoạn đó. Wow, thành phẩm của mình ngon quá. Chơi nguội nguội mình mới lấy ra nha các bạn.
mỗi lần mình hấp mình phải chế nước nhiều vô nha các bạn. Nhiều hơi nó mới xoáy, cái bánh mình nó mới chín, nó mới xoáy vòng tròn nha. Và cái khuôn của mình bây giờ mình thoa dầu vô khuôn nha. Với lại khuôn phải để cho thật là nóng luôn á. Rồi, mình canh được khoảng 6 phút rồi đó. Wow, nó xoắn đẹp quá. Tắt bếp đi. Để hồi mình còn bỏ kia vô, khuôn nó cũng phải nóng. Nhưng mà mỗi lần mình làm mình phải canh nước nha. Các bạn không canh nước, nước nó cạn quá, nó ít hơi là nó không có xoắn đâu. Và nó xoắn đẹp, dễ thương vậy không? Mà cái chung vàng nhìn nó nổi hơn ha. Chung này nó hơi bị chung vàng hồi nãy nè. Wow, đẹp ghê không? Bánh bèo của mình xong rồi nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn. Rồi mình làm nước mắm bằng nước dừa nha các bạn. Mình đổ một trái dừa luôn, mình bắt lên mình nấu cho nó keo keo lại còn phần nữa. Rồi mình bắt đầu thêm nước mắm, giấm, đường vào nha. Giờ mình bắt nước dừa lên mình nấu cho nó keo keo nè. Chanh mình làm muối nha các bạn. Một trái chanh. Đó, mình để vô hần cái mình xém muối ra nó đẹp lắm. À, nước dừa của mình nó cạn được phân nửa rồi đó. Mình cho một muỗng đường tàn, đường cát cũng được. Cho nước mắm vào nha các bạn. Muỗng này muỗng to, muỗng ăn canh á, một muỗng. Hai muỗng. Rồi mình cho giấm vào mình bắt đầu nêm hả chị? Mình dùng cái loại nước mắm của Liên Thành á, loại nước mắm cá cơm á, đậm đặc nha. Nguyên chất. Bình thường là mình ăn của hồng hạnh nhưng mà hồng hạnh nó hay xuống màu á, màu nó không được đẹp. Thì hôm nay muốn màu đẹp là mình làm cái nước mắm này cho nó có cái màu đẹp. À, nửa muỗng canh giấm. Được chưa chị? Thiếu gì? Thêm xíu mắm nữa. Mình nêm lại cho vừa ăn nha. Mình phải nêm là ngọt mặn. Cái nước mắm này nó ngon là phải ngọt mặn chua. Ngọt nhiều mặn nhiều chua nhiều nó mới ngon nha. Chua vậy đủ không chị? Đường thì cũng đủ rồi tại còn vì có miếng chanh ở trong đó nữa. Mình còn cái chanh dắt hạt, chanh tép nữa. Được chưa? Được rồi, mình tắt bếp ha. Mình chờ nó nguội cái mình lại tới chọn bỏ ớt nè, tỏi nè, chanh tép vào nha. Nước mắm hồi nãy mình nguội á, cái mình sẽ bỏ ớt với lại cái tép chanh đó các bạn, với lại là có một xí tỏi trong đây nữa nè. Là mình để nó sau cùng là nó nổi lên như thế này rất là đẹp nè. Đó, nước mắm của mình rất là ngon luôn. Một lát mình để một xíu dưa chua vô trong đây. Ở trong đây mình để một miếng giấm nè, miếng đường. Vậy thôi phải không chị? Miếng giấm với miếng đường vô à. Mình ngâm khoảng 1 giờ là nó chua ngon lắm. Hoặc là các bạn có thể muốn coi thì các bạn coi lại cái clip bánh ít trần. Bánh bột lọc mình đều có làm cái dưa chua này nha. Cái nước mắm thì đợt trước mình cũng có làm nhưng mà mình không có làm với nước dừa, hồi lần này mình làm với nước dừa thì cái cách làm nó cũng y như vậy đó. Mình chiên bánh mì nha. Bánh mì này bánh mì hôm qua, bánh mì cũ á các bạn. Mình xắt ra xong rồi cái mình phơi nắng được 1 giờ đồng hồ á là nó khô ra như vậy, mình chiên nó ngon lắm. Nếu mà các bạn không có nắng thì các bạn bỏ vô lò sấy nha, sấy cho nó khô khô, nó giòn giòn.
cũng nhanh vàng lắm nha. Đó, nó gần vàng rồi đó. Để lửa vừa thôi, đừng để lửa lớn quá nhanh vàng. Rồi, rút ra. Rồi, bánh mì chiên cũng xong luôn. Mình để cho nó rõ dầu xong một lát. Làm mỡ hành nữa là xong nha. Hành thì mình sắc nhỏ, cho muối vào. Rồi dầu sôi mình chế vào là có mỡ hành rồi liền nha các bạn. Rồi, những cái bánh bèo của mình xong rồi đó. Những cái chung màu trắng thì nó dày hơn những cái chung, vàng nó hơi mỏng. Mỏng gì mới ngon, nhỏ nhỏ mỏng mỏng mới ngon. À, bánh bèo nè, bánh bèo vừa mới hấp không. Cái này là cái bánh bột lọc, rồi bánh ít trần. Thường á, một số nơi người ta sẽ ăn cái bánh bèo mặn á, ở phía trên nó có cái đậu xanh. Nếu mà các bạn thích thì các bạn để đậu xanh nha. Nhưng mình làm cái bánh bèo này giống cái bánh bèo Huế, mình sẽ không ăn đậu xanh mà mình sẽ ăn với tôm chà bông. Này mỡ hành nè các bạn. Hai cái bánh này làm trước nó muốn khô. Cái quan trọng nhất là của mình có cái này nè. Cái chà bông ngon thì cái dĩa bánh của mình nó mới ngon nha các bạn. Mình sẽ ăn với nước mắm. À, mình có thêm cái bánh mì chiên nè các bạn. Ngon không? Rồi, cái dĩa bánh của mình đã xong rồi các bạn. Tất cả các món bánh của mình nó nhí rất là ngon luôn. Rồi, xin mời các bạn dùng nha. Và đặc biệt là hôm nay mình làm cái chén nước mắm nó rất là đặc biệt. Nước mắm làm từ cái nước dừa tươi cho nên rất là ngon nha các bạn. Bánh bèo, hôm nay mình ăn bánh bèo nha. Mấy cái món kia mình đã ăn rồi. À, bánh ít trần. Bánh ít trần nhỏ nhỏ nè. Với lại bánh bột lọc. Các bạn nhớ xem lại clip xa trước nha. Hôm nay mình sẽ ăn cái bánh bèo như thế nào đây ta. Mình chan nước mắm lên mình ăn thôi. Và có nước mắm lên quá hấp dẫn luôn. Có ớt vô nè. Mình thử miếng nước mắm trước nha. Mình sẽ thử cái chén nước mắm đặc biệt này như thế nào nha. Chua chua, ngọt ngọt. Mà nó có cái nước dừa trong đây nên nó cái độ ngọt của nó rất là tự nhiên. Cảm giác giống như là nó không có gắt cổ. Cái nước mắm mà ngon là cái nước mắm, mình sẽ dùng cái nước mắm nó trong như thế này nè các bạn. Lần trước mình làm, nhưng mà mình làm cái nước mắm loại hồng hạnh á, mà mình để lâu quá nó bị xuống màu. Hôm nay mình đổi loại nước mắm khác, cái màu nó nhạt hơn thì nó sẽ ra cái chén nước mắm đẹp như thế này. Cái vị của nó là chua chua, ngọt ngọt. Có cái hôm nào các bạn cứ làm thử, làm bằng nước dừa tươi như của mình làm á, các bạn sẽ thấy nó rất là khác biệt so với cái nước mắm khác, bình thường khác. Cái độ ngọt của nó không phải là cái độ ngọt từ đường, mà nó cái độ ngọt rất là tự nhiên. Cho nên nước mắm mình không có bị hắt cái mùi nước mắm. Chua nhiều, ngọt nhiều, mặn mặn mặn. Thường là người Huế người ta sẽ ăn với cái nước mắm không có pha gì hết. Người Trung người ta ăn vậy. Nhưng mà mình thấy những cái bánh như thế này mình ăn với cái nước mắm pha thì nó ngon hơn nhiều luôn á. Cái bánh bèo của mình nè, nó xoáy dòng rất là ngon nè. Ăn vô miếng trúng với miếng chà bông nó ngọt. Rồi nó đã thôi luôn á. Cái này để chà bông nhiều vô ăn mới ngon luôn á. Mà để nhiều quá sợ không thấy cái bánh đâu. Nước mắm ngon quá phải chế ăn. Nước mắm này hơi lạc, các bạn phải chế hơi nhiều á nha. Cái bánh nó rất là, nó có cái mềm. Cái bánh này là mình làm nó mềm mà nó hơi dai dai giòn giòn hả các bạn. Chủ yếu là nó có cái độ mềm tan. À, mình ăn với cái bánh mì rất là ngon, bánh mì giòn giòn. Khi mà các bạn làm những cái bánh bánh bèo như thế này nè, các bạn làm nó nhỏ mà nó mỏng thì ăn nó đã lắm. Chứ mà làm nó dày quá nó ăn mau ngán. Cái bánh này ăn rất là đã luôn, nó nhỏ xíu à. Mà nó cũng không có dày lắm nữa. Ăn trúng cái nước mắm mà nó có cái tôm khô á. Rồi nó ngon quá xá luôn. Tôm khô nó đọng lại trong miệng của mình á. Mình không có ăn được đắng đó cho nên nó cái mình bỏ chanh vào á làm đắng ít, nhưng mà mình vẫn nghe được cái vị đắng.
Các bạn nào mà có nhạy cảm về cái vị đắng thì các bạn để chanh ít vô nha, hoặc là không để chanh vô cũng được. Bản thân mình làm giấm nó đã ngon rồi, cái chanh nó là mình chỉ để tép chanh như thế này để trang trí cho nó đẹp thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn ăn đắng được thì các bạn không có nghe hậu đắng đâu. Cái bánh mì mà mình ăn với nước mắm chà bông không cũng ngon, tôm tôm chà bông không cũng ngon nữa, ngộ ghê. Giờ mới cảm nhận được cái độ ngon của bánh bèo nè, nó dai dai mềm mềm, ăn một lần không nguyên cái gì luôn, quá đã. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.